có hỏi. Tâm Bồ Đề là tầng cao quý, hướng về chân lý. Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Yêu thương hết tất cả, hy sinh cũng vất vả, không nghĩ gì cho riêng mình. Kìa thầy chúng sinh khổ, tâm Bồ Đề thao thức, nguyện giác ngộ chúng sinh. Trong tay dù say men danh vọng, rồi cũng sẽ đau khổ, bởi vô thường cướp đi hạnh phúc, cũng chia ly vô oan sẽ đấu tranh hạnh phúc thần mong. Chết ở đây, tái sinh vào kiếp kia, mãi mãi chịu chia lìa, mãi mãi chịu khổ đau. Hãy subscribe.